Hey. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Đồ, mình là viên tàu lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tali. Đây là cuộc chiến nội bộ, anh em bạn bè là chính, tiền bạc là mười. Bộ ba Racing, tiền tiêm 103 kg, cao Thái Sport, đầu dò tự do. Còn bên kia là Thiện Ngu Muội kỳ cho hộp vịt trẻ. Hộp vịt trẻ rất tương lai. Các bạn thấy như thế nào? Các cầu thủ trẻ hiện nay đầu dò hầu như tất cả ai đều cũng hay. Quá hay cho Tiền Tim. Các bạn có thấy Tiền Tim không? Một cú ngã bàn đèn. Cái đích 103 kg. Trời trời. Một cú ngã bàn đèn quá hay của Tiền Tim. Một đều. Cái ngực Tiền Tim quá hay các bạn ơi. Quá hay cho Tiền Tim. Cao Thái. Thật sự Cao Thái quá lợi hại cho cái chiều cao của mình. 2-1. Đây là sân xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, quê hương của núi Sập. Vô chứ ngoài gì, bà nó vô. Hột dịch trẻ. Ôi quá hay. Ngay sợi dây đừng có cãi. Hai đều. Đánh 10 điểm tới nha các bạn. Quá đẹp cho cái ngực của Tiền Tim. Thật sự pha bóng vừa rồi ra xin chuyền quá khó cho Cao Thái. Cao Thái cao 1m8, chưa có người yêu, đang tìm giống làm nọc. Quá hay cho Cao Thái. Đây lại là Racing Sibo chuyền hai cho Cao Thái quá khó chịu. Các bạn nào thấy Cao Thái chuyền hai cho Đại Lâm quýnh bộ ba của Hiếu, Mẫn và ai nữa quên ta, cho con tan rã như thế nào? Thật sự Đại Lâm một ngày quá sung sức. Bộ ba của chó con ói cơm và ói canh. Lại là Racing Sibo. Cái chân Racing Sibo bữa nay kỳ cục quá. Đội Sơn. Đây là học dịch trẻ, cao cũng 1m8, tương lai. Còn đây là Thiện Ngu Muội. Tại sao nghe nói là Thiện Ngu Muội? Nhìn cái mặt nó biết Ngu Muội rồi. Cái học dịch ơi, con nó lỗi luôn. Đây là những ngày còn dư âm tháng giêng nha các bạn, vẫn còn Tết. Năm 2. Cao Thái lại là Racing. Racing hư quá hư các bạn ơi. Đây là cuộc đấu nội bộ nha các bạn. Anh em bạn bè là chính, tiền bạc là 10. Lại là Thiện Mũi phát bóng ăn điểm trực tiếp. 7-2. Heo, cái bộ bóng còn đâu? Chú cá dồ, cá chê, cá ngét. Một pha xoáy ép phê của học dịch bất thành. Cá dồ, cá chê phê, cá ngét đâu rồi? 3-7. Học dịch. Cao Thái quá hay cho cái giò của Hột Dịch Lạc. An Giang thật sự Hột Dịch tay trái
là một trong những thương hiệu của An Giang về tay trái từng đôi công phát trắng, từng đôi công ăn tại súng nha các bạn. Đó là học vịt. Học vịt cũng từng 5 tháng lên cầu tre đánh giải và rất khó chịu nha. Đấy là học vịt tay trái. Còn đây là học vịt lạc vừa mới nổi lên thôi. 47. Tiền tim. Quá hay cho học vịt. Một pha nã đại bác cái đầu của học vịt quá dữ. 57. Hay quá vô thế người ta đi. Cả giò hay quá vô thế học vịt đi. Trời ơi thiện cái mũi kỳ chế banh. Không biết như thế nào luôn rồi các bạn ơi. 67. Tới rồi. Sáu bảy. Tới rồi, tới công chuyện rồi. Quá hay cho cái chân của Rasin. Lại là học dịch. Lại là học dịch. Niềm hy vọng tương lai của An Giang chúng tôi. Bảy đều. Không hiểu điều gì đang xảy ra. Không hiểu điều gì đang xảy ra với học dịch các bạn. Hai ba quả liên tiếp. Học dịch đội xa quá xa. Thiện Ngô Mội là chủ kênh của Bóng Chuyền Đam Mê. Các bạn nào có yêu quý Thiện Ngô Mội hãy đăng ký và ủng hộ cho Bóng Chuyền Đam Mê nha. Bảy đều. Rambi. Rambi. Quá ngoại. Cầu Thái quá khó chịu bạn ơi. 1m8 của mình. Cầu Thái làm gì đây? Cụp xuống học dịch ơi. Tiền tim Phật nói là phải nói là một pha hậu vệ. Tiền tim phòng thủ quá hay. Chưa sao. Chưa có gì. Quá hay. Tiền tim công luôn đây. Quá hay cho tiền tim. Tiền tim. Thể lực nha các bạn. Trái banh này thể lực nha. Quá hay cho tiền tim. Ối cơm. Cơ hội cho Cao Thái. Quá khó cho Cao Thái rồi. Chưa biết bên nào chết bên nào. Thể lực cho các bạn. Lại là Cao Thái tự sát tại Nam Lạc. Pha banh này quá hay các bạn ơi. 87 nghiêng về cho học dịch. Tám bảy tiếp tục. Mày đứng đâu chơi đâu? Học dịch. Cao Thái. Phản công cho học dịch. Quá hay cho tiền tim. Một pha phá bóng ném biên của tiền tim quá hay. Thật sự tiền tim bảo vệ cầu môn quá tuyệt vời. Chính vậy. Cao Thái xì bo. Quá khó chịu. Thật sự Cao Thái với chiều cao 1m8 của mình. 89. Trận đấu quá hấp dẫn rồi các bạn. 89. Dưới cái băng cơm kia mua giùm hộp cơm thầy cơm gì mua giùm hộp cơm kia mua giùm hộp cơm luôn rồi hiểu hiểu kia mua giùm hiểu ở đây mì không ăn chết luôn hiểu rồi ờ Đạt mua giùm chú ra quá hay cho Thiện không ơi. Cái ngực tiền tiêm quá tuyệt vời các bạn ơi. Ghé mua giùm anh nấu hộp cơm rồi chạy lên đó. Cao Thái. Quá hay cái ngực của tiền tim.
Tiền tiêm. Qua hai. Qua hai chưa sao? Pha bóng qua hay các bạn ơi. Thật sự tiền tiêm phòng thủ qua hay. Quá hay cho tiền tiêm, thật sự một trung vệ quá tuyệt vời. Quá hay cho tiền tiêm. Còn tiền tiêm. Quá hay. Lại là tiền tiêm. Lại là tiền tiêm. Các bạn thấy xe bay này quá hay. Thật sự tiền tiêm. Quá hay cho tiền tiêm các bạn ơi. Xe bay này dù có thắng hay thua, tiền tiêm quá hay. Nếu tiền tiêm là đá banh chung vệ như thế này, ông bắt hàng sale sẽ bắt tiền tiêm về đội tuyển Việt Nam thôi. Tiền tiêm phòng thủ quá hay. Xin chia buồn cùng tép tiền tiêm Brazil và Cao Thái. Anh với anh con thứ hai đệ nghĩ em lên quýnh lại. Ừ, đủ hẹn nữa.